sông, nước dâng tràn lên bãi bồi. Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi. Chầm chờn mái tranh ngồi lên giữa ngọn chiều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xa. Bao ngày trôi qua, lũ cao dần thêm nữa rồi, không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lành cấm, xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Ôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê. Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếm người. Ơi đồng bằng ơi, biết bao thân phận nổi trôi, còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường, còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường. Cả khán phòng đã lặng lại khi bạn hát ca khúc này. Và lượt bình chọn dành cho bạn là 70 lượt bình chọn. Hãy xem giám khảo nói gì về ca khúc của bạn. À, với bài hát này thì chị nghĩ là em bắt đầu lộ cái rất là nhiều cái nhược điểm ra. Nhưng là với bài hát này phải nó phải có cái trường hơi thì Hoàng lại không có. Những cái luyến lấy em hát lấy không có được ngọt. Và cái nhược điểm lớn nhất ở bài hát này là em hát tiếng Nam và tiếng Bắc nó bị lẫn lộn. Cái rung của đặc trưng của anh Đăng Trường chính là cái tạo cảm xúc thì Hoàng cũng chưa có làm được. Không biết là có vẻ đến bây giờ bạn đã mệt hay chưa, nhưng mà đúng là bạn vẫn hơi thiếu mấy cái điều đấy một chút. Thì hy vọng là bạn sẽ khắc phục được nó. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn vì phần trình diễn vừa rồi.